Sao dẫn đầu công nghệ? Tại sao chúng tôi là những con người tiên phong? Năm 1960, Shell là một trong những đơn vị đầu tiên ra mắt loại dầu cho động cơ đa cấp dùng cho các loại xe trong tất cả các mùa. Năm 1969, cung cấp dầu bôi trơn cho chuyến bay thương mại đầu tiên của hãng Concord. Những năm 1970, đơn vị đầu tiên đặt nền móng cho việc pha chất tẩy rửa vào dầu để giữ vệ sinh động cơ.